Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là như được anh Thương gửi lại cho Như. Anh thì không có trải qua câu chuyện này đâu, mà anh được ông ngoại của mình kể lại cho anh nghe ông ngoại kể là hồi trước ở trong xóm có ông ngoại có một cái ao này trước khi mà hình thành cái ao thì chỗ này đã từng là một cái hố chôn tập thể của rất nhiều người trong cái thời kỳ nạn đói là có nhiều người chết mà thậm chí đi ra ngoài đường là xác chết chất thành đống ở ngoài luôn rồi còn có nhiều người chết vì chiến tranh nữa trải qua một khoảng thời gian sau khi mà ổn định lại rồi thì những người dân mới bắt đầu là tiến hành thu dọn những cái xác này. Họ mới đào một cái hố thiệt là lớn, sau đó đem những cái thi thể bỏ xuống dưới này để chôn. Do số lượng quá là nhiều, không có thể nào mà chia thành từng cái ngôi mộ để chôn được hết. Rồi thân nhân, tên tuổi gì vợ cũng không có biết ai là ai. Đem những cái xác xuống ngay chỗ cái hố chôn đó. Có những cái xác mới chết thì còn lành lặng, nhưng mà có những cái xác đã chết lâu rồi thì cơ thể bắt đầu phân quỷ. Thậm chí có những cái xác khi mà cầm lên một cái là tay chân gì nó tự động rời ra hết trơn, nó sức tùm lum. Và cơ thể của con người mình á, khi mà nó phân quỷ sẽ có những cái mùi hôi thối nọng nặc. Không biết bao nhiêu người đã được thải xuống cái hố đó là chôn. Chôn cất xong hết rồi người ta cũng tổ chức một cái buổi cúng nho nhỏ để mà cúng những cái vong linh ở đây. Có điều sau khi mà cái hố chôn này đã được hình thành rồi á Thì có rất là nhiều người đã thấy những oan hồn mà họ chết đói Họ cứ hiện ra ở trên cái chỗ hố chôn này Có khi là những người dân nhìn thấy gần cả trăm cái bóng trắng Có người thì đứng, có người thì bò nằm lê lết Họ ở đây họ kêu gào, họ than đói, nghe rất là thê thảm những cái lần đó người dân sợ lắm nên cũng ít có lui tới đây cho tới một lần kia là vẫn còn trong cái thời chiến ngàn Quân giặc đi ngang qua chỗ cái hố chôn này thì họ đã bị hụ chọc một phen cũng dữ dội luôn. Khi mà họ đi ngang đây, mới đầu thì bị chọi đất. Những cái cục đất từ xa chọi lên trên người của họ thì họ cũng giáo chát tìm vòng vòng nhưng mà không có hề phát hiện ra ai hết. Rồi sau đó có người thì bị giật giò, Đường đất ở chỗ này nó hơi trơn trượt Nên khi bị giật dọ một cái là những cái người đó bị té ngã sống xoài luôn Không những vậy, có những người bị ai đó đánh một cái bóp lên trên đầu Quay xung quanh kiểm tra cũng không có hề thấy ai hết Sau đó những cái bóng trắng mới bắt đầu xuất hiện ra ở trước những cái người quân địch này Mới đầu thì họ cứ tưởng đây là người Việt Nam mình giăng bẫy họ cái gì không à họ cứ đưa súng lên họ xả đạn liên tục về hướng của những cái bóng trắng đó. Tới khi mà họ bàn hoàng rồi, những cái viên đạn là nó bay xuyên thẳng qua cơ thể của những cái người mà những cái người quân giặc này đang bắn nè. Cái lúc đó họ mới sợ. Lúc đó những cái hồn ma mới tiến gần 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 lại phía họ mà mặt mày của ai cũng xanh lè xanh lét hết. Rồi diện mạo kinh dị. Họ kêu lên những cái tiếng thảm thiết thì lúc đó những cái người bên phía địch này nè mới biết là mình gặp ma rồi. Họ co dò co cẳng chạy quá trời luôn. Lúc đó có người nhìn thấy những cái hồn ma thì quá sợ hãi cũng đã có người ngất xỉu. Cái vụ mà những hồn ma này hiện ra với những người quân giặc đó, đó là nổi tiếng luôn thời gian sau này khi hòa bình bắt đầu lặp lại rồi thì chính phủ mới tiến hành xuống bốc những cái cốt đó đem lên trên nghĩa trang để chôn cất chứ không phải chôn chung trong một cái mộ tập thể nữa thì khi đó là một khoảng thời gian rồi có nhiều bộ xương đã bắt đầu phân quỷ nhưng mà cũng có nhiều bộ xương là thịt thà vẫn còn dính ở trên đó nó chưa có phân quỷ hết rồi vô thấy nào là xương sóc nằm tùm lum có cái nó bị gãy bị rời ra rồi Ông ngoại của anh Thương kể lại cái lúc mà thu dọn không biết cái nào là xương tay của người nào, cái nào là xương chân của người nào đâu. Cứ sắp vô đại gì đó, cứ đủ nguyên bộ, nào là đầu, tay, chân, mình mẩy, đủ cái bộ xương vậy thì sẽ để riêng ra thành phần của một người. Chứ không chắc những cái bộ phận đó có phải là của người đó hay không nữa. Một khoảng thời gian dài thì những cái bộ quần áo nó cũng đã phân quỷ nó rách te tua tơi tả hết rồi đâu có còn nhận dạng ai là ai nữa đâu rồi gia đình thân nhân của những người đã khuất này á, thì cũng không có tìm được nữa do hầu hết họ đã chết từ trong cái nạn đói rồi chết ở trong chiến tranh rồi những ngôi mộ lúc mà được đưa ra chỉ để là hai chữ vô danh thôi nhưng có điều từ sau khi những cái cốt ở đây đã được bốc đi hết rồi ở chỗ này là còn lõm lại một cái ao rất là sâu mới đầu thì chưa có hình thành cái ao nhưng mà sau đó nước nó dâng lên từ từ rồi kèm thêm mưa xuống nữa chỗ này nó thành một cái ao rất là rộng và sâu xuống xung quanh khu vực của cái ao này là cây cối nó không có mọc nổi không biết tại sao hết những cái cây xa xa một chút á thì nó hơi bị úa tàn, còn mà gần đây là một ngọn cỏ mọc cũng không có nữa. Dù là những bộ hài cốt đã được đem đi hết rồi, nhưng mà những người dân khi đi ngang qua chỗ khúc ao này á lại vẫn còn nhìn thấy những cái bóng trắng họ hiện ra, có khi á là họ than đói, họ kêu đau đớn, họ bò lê lết xung quanh cái miệng ao này nhìn rất là kinh dị. Nhưng cái khoảng thời gian sau này á thì dần dần người ta cũng bớt thấy rồi. Và cũng từ đó thì ở dưới ao mới bắt đầu xuất hiện những cái con cá trê màu vàng. Ở dưới cái ao này là không có cái đường nước nào để mà nó chảy thông vô đây cả. Chỉ có duy nhất một cái ao lọt thởm ở đó thôi. Rồi nước chỉ từ ở dưới dâng lên. Và cũng không có bất kỳ một ai thả cá trê vô trong này. Vậy đó mà ở dưới cái ao này nè, Mới đầu người ta thấy là có những con cá trê nhỏ nhỏ giòn giòn thôi Một khoảng thời gian ngắn thì những con cá trê nó nó bự trình phình lên Con nào con ấy nó mập thù lù hả Và đặc biệt những cái con cá trê ở dưới cái ao này nè Nó có một cái màu vàng, màu vàng sáng như màu vàng chanh á Cái màu nó nhìn chói lội dữ lắm và ở trên con mắt của những con cá trê này nó cũng là cái màu vàng mắt luôn, nhìn nó rất là đáng sợ, nó không giống như những con cá trê bình thường. Những người dân ở trong làng Đinh Ninh không ai dám xuống bắt và ăn những con cá trê này hết. Lần đó là có một cái vụ cái ông đó, ổng ngoan cố, ổng xuống thấy những con cá trê ngon quá, ổng quyết định là bắt một con đem về nướng rồi ổng ăn nhậu sau khi mà ổng ăn con cá trê đó dưới sự ngăn cản của rất nhiều người ổng cứ kể ổng ăn hả à. sau khi mà người đàn ông này ăn xong ổng có những thái độ rất là lạ ổng càng ngày càng ốm rút lại và ổng bắt đầu nói sản người đàn ông này mới bắt đầu kể lại những câu chuyện vào cái thời nạn đói nào là xác chết làm sao người ta bị đói khổ làm sao ổng thường xuyên kể về những điều đó mà những người dân người ta nghe là nổi hết trơn da gà không biết sao ổng lại chứng kiến rồi ổng kể lại được như vậy. Dù là cái thời điểm đó xảy ra với cái thời điểm nạn đói là cũng cả mấy chục năm luôn. Hồi nào nhìn cái người đàn ông đó cũng thấy ngay ngay dại dại hết trơn á. Cho tới đúng một tháng sau kể từ ngày mà ổng ăn con cá trê đó, người ta đã phát hiện ra cái xác của ổng là ổng nằm chết úp mặt ở ngay chỗ cái ao đó luôn. Mà khi xác của ổng được dớt lên á, ở trên người đã bị cá rỉa lõm chởm từng mảng thịt. Ở trên phần mắt và phần môi là cá rỉa banh chành luôn Sau đó thì những người dân càng sợ và né cái ao này hơn Nhưng mà ai sợ thì sợ chứ ông ngoại không có sợ Thời điểm đó ông ngoại mười mấy tuổi à Ông ngoại đâu có ngại gì đâu Ông ngoại mới rủ những người ở trong xóm là những cái đứa bạn của ông ngoại cùng đi ra ngoài ao cá đó để câu. Tại vì nghe nói cá lớn, cá mập nhiều quá mà không có ai câu thì tiếc lắm. Ông ngoại cùng với hai người bạn nữa mới đi ra ngoài câu hen. Mới vừa thả cái cần câu xuống thôi thì có ai đó bốc đất từ ở trên nè, rồi thả chậm chậm chẩm xuống dưới ao. Ông ngoại rất là tức mình quay qua chửi hai đứa bạn của mình. Là tụi bay thả đất xuống phải không? Câu cá mà tụi bay thả đất như vậy á, thì sao câu được? Ông ngoại quay qua nói như vậy thì hai người bạn kia nói là không có. Tao còn tưởng là mày chọi tiếng chửi mày nữa đó. Hỏi ra cả ba người thì không có ai chổi đất hết Thì cũng ngồi im một hồi không thấy chổi đất nữa Cái lúc đó ông ngoại cảm nhận Cái đầu ông ngoại bị đau điến luôn Ai đó vừa sớm một cái bóp Từ ở phía sau đầu của ông ngoại nè Đầu óc của ông ngoại lúc đó là nó quay cồn choáng dáng Ông ngoại mới chửi hai người bạn Cứ nghĩ là hai thằng bạn nó chơi xấu mình Một đứa thì giả bộ như không có gì hết Còn một đứa thì tán đầu Ông ngoại quay qua chửi quá trời luôn Thì hai cái người bạn cái nó không có Ông ngoại mới quay lại cầm cái cần câu mà hậm hực lắm Cứ một chút chút lại liếc qua hai cái người bạn Coi nó có tính chơi xấu mình gì hay không Chợt ngay lúc đó ông ngoại mới nghe cái tiếng kêu Ai đó kêu đúng tên cúng cơm của ông ngoại luôn Thì ông ngoại cũng nhìn qua hỏi hai đứa bay kêu tao cái gì Thì hai người bạn mới nói Ủa tao mới nghe mày kêu tao mà Tức là người này lại nghe thành người khác kêu mình Cả ba người đi chung với nhau ai cũng bị vậy trơn Chợt ngay lúc đó thì ông ngoại thấy cái thằng bạn mà ngồi ở phía xa nhất á Nó đang câu cá nó không câu Làm gì lộn nguyên cái đầu xuống ở dưới sông luôn Ông ngoại thấy vậy đứng cười nắc nẻ Còn cái người bạn ở kế bên cũng cười nữa còn riêng cái ông mà khi lọt xuống ở dưới sông rồi á, thì ông cũng ngỡ ngàng không biết sao mà mình bị té như vậy. Ông mới kêu là ông ngoại với bạn trên này nè, đỡ cái ông nó dậy. Trong lúc đang kéo lên thì ông nó mới nói là có ai đó vừa mới đạp ông, ông mới té lộn cổ xuống đây nè. Nhưng mà ông ngoại với người bạn kia không có tin, thì cái lúc đó chưa có bước lên hẳn được trên bờ đâu. Thì ông nó cảm nhận được có những cái đôi bàn tay không phải là một hay hai cái cánh tay đang giữ cái chân của ông mà ông nói là có nhiều đôi bàn tay dưới lắm đang chụp lấy từ cái phần bắp dế xuống tới cái cổ chân của ông mà kỹ xuống cái lúc đó bạn của ông ngoại mặt xinh lè xinh lét à kêu la dùng giấy rồi kêu hết sức để mà đưa cái ông đó lên thì một hồi sau ông lên được rồi và nguyên cái phần chân từ bắp dế đổ xuống nó có những cái dấu bàn tay in hằng lên trên đó nó tím ngắt hà khi nãy cái ông nó sợ quá đi về một mạch luôn không có nói chuyện thêm câu nào nữa hết ông ngoại còn lại với cái người bạn kia thấy sao mà lạ kỳ dữ vậy trời ngồi cũng câu thêm một chút nữa mà không có hề dính con cá nào ở trơn á thôi cũng buồn quá lủi thủi đi về luôn qua ngày hôm sau đi sang nhà của cái ông mà bị té xuống dưới ao á qua rủ ông đi câu nữa mà đi qua thì người của ông sốt rất là cao rồi nên đi không được Chỉ có ông nội và cái người bạn kia đi cùng nhau thôi Ngồi xuống câu được khoảng 5 phút thì người bạn kia mới nói với ông ngoại Ê, tao mới thấy ai đứng sau lưng mẹ Ông ngoại cũng hết hồn, quay lại đằng sau nhưng mà làm gì có ai đâu Xung quanh chỗ ao này chỉ có ông ngoại và cái người bạn đó Thì ông ngoại cứ nghĩ là bạn nó chọc kẹo mình ông ngoại vừa mới quay lên phía trước một cái là cái cần câu nó giật bạc bạc rồi ông ngoại chở lên là một con cá trê màu vàng óng ánh luôn liền một cái bạch nó lên trên bờ cái con cá trê nó giải một hồi he mà ông ngoại nhìn cái con cá trê đó thèm chảy nước miếng luôn do nó mập nó ngon lắm cái này là con cá trê đồng chứ không phải là cá trê nuôi mà nó bự được như vậy là cũng dữ lắm rồi cái người bạn kia thấy cũng ngưỡng mộ ông ngoại lắm mà rồi câu thêm chút nữa Không có thấy dính gì trơn Ông ngoại mới đem con cá đó về Sau khi mà đem về Ông ngoại đầu tiên là khoe với bà cố Bà cố vừa thấy con cá trê Mới hỏi là ông ngoại câu đâu vậy Ngoại nói là ngoại câu Ở ngay chỗ cái ao đó Bà cố vừa khi mà nghe ông ngoại nói vậy Bà cố sợ xanh mặt mày hết trơn à Rồi la hối thúc ông ngoại phải đi Đem thả cái con cá trê này đi Chứ không có được giữ lại ông ngoại mới buốt lủi thủi về phía sau trong lòng thì tức dữ lắm câu cả hai ngày trời mới dính được cái con cá này mà nó vừa bự vừa ngon vậy không lẽ bỏ nó thì uổng dữ lắm ông ngoại mới giấu đem cái xô ra tuốt ở ngoài bụi chuối ân sao đem giấu bà cố rồi quay trở lên bà cố hỏi là có thả con cá đó chưa ông ngoại mới giả bộ nói là thả rồi mà cái mặt của ông ngoại cũng bẽn lẽn như dữ lắm nhưng bà cố lúc đó không có phát hiện ra Xong, ngay cái đêm đó luôn thì ông ngoại đã bắt đầu gặp những cái hiện tượng rồi. Buổi tối, vừa tắt cái đèn dầu thì ông ngoại thấy cái bóng, một cái bóng đen ai đó đứng ở trước mé hiên nhà. Ông ngoại hết hồn thì lập tức mở cái đèn dầu lên lợi. Nhưng khi cái đèn dầu nó sáng lên, ông ngoại cầm đi ra rội xung quanh cái hiên thì không có hề thấy ai trơn á. Rồi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, ông yên tâm đi vô ngủ. Lên giường nằm chợp mắt một chút xíu ông nghe cái tiếng bước chân ai đó đi lại từ ở ngoài rồi đi lại ngay chỗ cái gián chỗ ông ngoại ngủ nè khi đó ông ngoại còn nghe cái tiếng nước chảy tỏn 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 cái tiếng nước này ấy, giống như là quần áo của mình nó bị ướt nước rồi sau đó nó nhiễu xuống ở dưới nền đất Do không gian lúc đó im bặt à Nên ông ngoại nghe rõ ràng cái tiếng nước chảy Thì ông ngoại cũng giật mình Đi qua nói với bà cố thì bà cố cũng ra kiểm tra xung quanh nha Nhưng mà không có thấy ai trơn á Bà cố mới kêu ông ngoại là thôi ráng ngủ đi Không có gì hết Tới khuya ngày hôm đó Ông ngoại mất tiểu quá Thì đi ra ở sau nhà để đi tiểu Đang trong cái lúc tiểu ông ngoại thấy Có một cái cục lửa nó sáng quắc hả à. Nó đang bay một cái dèo sợt ngang lên trên đầu của ông ngoại luôn Thì hồi này ông ngoại hơi sợ rồi Ông ngoại nín tiểu tranh thủ đi vô vừa mới bước được vài bước thì ông ngoại nghe ai đó kêu đúng cái tên cúng cơm của mình nữa ông ngoại lập tức đứng và quay lại thì hồi đó ông ngoại thấy là một cái người đàn ông tướng cao nhưng có điệu hơi ốm cái người đàn ông này lao thiệt là nhanh về cái hướng của ông ngoại mà đi giống như bay vậy đó chạy nhanh dữ lắm lúc đó không biết vì sao ông ngoại ngã ngang ra xỉu luôn tới khi mà ông ngoại tỉnh dậy á, là do có những con kiến xung quanh đó, nó cắn ông ngoại đau quá thì ông ngoại vẫn còn nằm ở ngoài sân nhà của mình lợt đợt ông ngoại đi thiệt là nhanh vô mà sợ dữ lắm đó là cái ngày đầu tiên nhưng mà khi gặp vậy á, ông ngoại không có nghĩ tới là cái chuyện mình bắt con cá về á, là đem cái hồn ma về ông ngoại không có suy nghĩ vậy đâu xong qua tới ngày hôm sau vừa mới thêm thêm nằm ngủ thì ông ngoại thấy là có một cái bóng đen đi từ ở ngoại đi gần lại ngay chỗ cái gián ngủ của mình vừa khi mà thấy như vậy là người của ông ngoại cứng ngắc rồi không có nhúc nhích gì được hết trơn á cái người đàn ông mà đứng ở kế bên ông ngoại ấy, mới bắt đầu là rủ ông ngoại đi chơi thì ông ngoại cũng trả lời tỉnh lình à hai người nói chuyện với nhau nhưng ông ngoại vẫn không có hề thấy được mặt mũi rõ ràng của cái người đàn ông đó chỉ thấy cái bóng cao ốm vậy thôi cái người đó rủ ông ngoại đi ra cái áo ngoài kia để đi chơi rồi rủ đi bơi gì đó nữa nhưng ông ngoại sợ lắm ông ngoại cứ nằm cứ ngắt người rồi khi ông ngoại đang nói chuyện thì bà cố tự ở trong đi ra bà cố mới kêu tèo mày nói chuyện nha vậy tèo khi mà nghe cái tiếng của bà cố kêu vậy ông ngoại mới giật mình dình lại thì cái người đàn ông kia mất tiêu cơ thể của ông ngoại cũng được nhẹ nhàng ra và ông ngoại hoạt động lại bình thường rồi lúc đó không nhớ sao mà ông ngoại không có kể lại cho bà cố nghe rồi nói là không có gì sau đó đi ngủ thôi hà. qua liên tục thêm hai ngày sau nữa thì ông ngoại cứ thấy là cái người đàn ông đó xuất hiện rồi rủ ông ngoại ra chỗ cái ao đó chơi hoài mà do lúc đó ông ngoại còn nhỏ lắm Nên là ông ngoại không có nghĩ tới đó là một cái hồn ma hay gì cả Xong tới cái ngày thứ tư 12 giờ mấy khuya rồi Ông ngoại không có thấy là cái bóng đen nó xuất hiện nữa Ông ngoại ngủ rất là ngon Nhưng có điều trong cái lúc đang ngủ Ông ngoại thấy là bà cổ xuất hiện anh thương kêu bằng bà cồ, tức là lúc đó ông ngoại Kêu cái bà đó, đó là bằng bà ngoại lớn Tức là bà ngoại của ông ngoại Anh Thương sẽ kêu bằng bà cổ Ông ngoại thấy là bà cổ hiện về Mà bà cổ lai like anh dậy Tán vô mặt anh bóp bóp Kêu anh là dậy về nhà đi Mà giọng của bà cổ gấp gáp dữ lắm Ông ngoại lúc đó cũng lờ mờ dậy Thì khi mà dậy Ông ngoại thấy người của mình Sao mà lạnh buốt giá Còn hơi ướt ướt và dơ bẩn cái gì đó nữa Tới khi mà đã quen với ánh sáng rồi Thì ông ngoại ngỡ ngàng Tại sao giữa khuya lơ khuya lắc Mà mình lại ở ngay chỗ này Là ông ngoại đang nằm ở trên cái miệng ao á Hồi đó ông ngoại sợ lắm Xung quanh xương á thì mờ mờ văng văng Rồi ông ngoại còn nhìn thấy là có những cái bóng trắng lấp ló Sau cái màn xương đó nữa Ông ngoại sợ rung tay rung chân hết trơn ạ à. Nhưng mà cái lúc đó ông ngoại còn thấy là cái bóng đen ốm nhôm kia đang bước từ cái hướng mà có nhiều cái bóng á, đang đi lại gần chỗ ông ngoại thì ông ngoại sợ quá co chân co giò chạy mà chạy ông ngoại té lên té xuống ông ngoại vừa chạy vừa liếc liếc lại thì những cái hồn ma kia đang bay từ 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 theo phía sau lưng của ông ngoại ông còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của những cái hồn ma đó nữa chạy về nhà rồi thì lúc đó là ba giờ mấy sáng ông ngoại về thấy cái cửa mở tan quang luôn rồi la làng kêu bà cố ra cả bà cố và ông cố cũng ngạc nhiên nữa khi thấy ông ngoại về mà mình mẩy lắm lem bụng đất không rồi mặt mày nhịn trắng bệt à, hớt hải ông bà cố mới hỏi lại ông ngoại bị cái gì ông ngoại mới nói là vừa bị ma dắt ra ngay chỗ cái ao mà đã từng là cái hố chôn kia rồi Ông bà cố nghe vậy cũng có vẻ sợ hãi nữa Nhưng rồi sau đó kêu ông ngoại là vô tắm rửa đi Rồi nhanh chóng ngủ Bà cố dẫn ông ngoại đi tới chỗ của một người thầy này Sau đó người thầy đốt cái gì đó cho ông ngoại uống Rồi còn cho ông ngoại một cái sâu đeo trên tay nữa nhưng mà trong lúc làm phép, bà cố mới chợt nhớ lại cái vụ khuôn con cá trê kia, hỏi là ông ngoại có thả nó chưa? Ông ngoại nói là còn giấu ở phía sau á Trời ơi bà cố chửi ông ngoại quá trời luôn Mà bây giờ thà thành thật còn đỡ hơn không Về nhà thầy dặn là đem đồ cúng ra ngoài chỗ cái ao đó Rồi thả con cá trê xuống cúng kiến xin lỗi người ta đi Đó không có phải là con cá trê bình thường đâu Mà nó là một con cá trê của những cái hồn ma ở đó đó Rồi xong mẹ nghe về cũng đem đồ ra cúng mà hôm trài mấy ngày nay để con cá trê nó ở trong xô nhưng mà nó vẫn béo mút mít như vậy không có thấy nó ốm đi 100 gram nào hết trơn sau đó bà cố cũng dẫn ông ngoại ra cúng kiến xin lỗi và thả cái con cá trê đó bà cố kêu ông ngoại là phải cúi đầu xin lỗi liên tục ông ngoại cũng sợ lắm nhưng mà cũng ráng làm theo từ sau cái ngày hôm đó ông ngoại mới không bị những cái hiện tượng lạ nữa và cũng từ đó luôn mỗi lần mà bạn bè nhắc tới chỗ cái ao này ấy, thì ông ngoại sợ run người hết trơn à. Một khoảng thời gian sau này thì dân người ta cũng đã lắp hẳn cái ao này luôn, cái chỗ đó giờ sang bàn rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, ấy, giờ nhà cửa mọc lên kín mít, không có còn nhìn ra cái chỗ ao ngày xưa đâu. Đây là toàn bộ câu chuyện mà anh Thương gửi lại cho Như, cho anh được ông ngoại kể lại hen Một câu chuyện cũng rất là hay vào cái thời chiến trận với lại là nạn đói hồi xưa như cũng nghe ông bà kể là chết dữ lắm luôn á quý vị những cái xác chết là ra đường một cái là thấy xác chết đầy ở hai bên đường bởi vậy cho nên bây giờ nhiều khi ăn uống mà như ăn bỏ muối một chút thôi là ở nhà của như cũng chửi te đầu luôn cho tới khi mà như nhận được câu chuyện này á như mới biết là tại sao hen rồi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai Câu chuyện này là như được chú Bảo gửi lại cho Như Chú Bảo thì chú làm cái nghề là tài xế chạy xe cứu thương Rồi chú còn chạy luôn cả xe tăng lễ nữa Lần đó là chú chạy xe tới cái chỗ này để đi cấp cứu cho cái người đó bị tai nạn giao thông Khi mà chú tới chú thấy là một cái người đàn ông độ khoảng 30 tuổi ở trên người là máu me không rồi từ cái phần đầu là máu chảy dài xuống ướt khuôn mặt rồi tay chân thấy là một phần của phần chân nó còn bị nát nữa lúc mà thấy vậy chú cũng lo lắng cho cái người bệnh nhân không biết vậy là có qua khỏi hay không Cho thấy cái người đó bị nặng dữ lắm tới mức mà cái phần con mắt nó còn lồi lồi ra ngoài nữa rất là kinh dị sau khi mà đưa lên trên xe cấp cứu rồi người thân cũng lên có sẵn những người y tá trên này nè hỏi bắt đầu là sơ cứu bớt cái vết thương cho cái người đàn ông đó ở trên này chú vẫn cứ chạy ở phía sau chú nghe người thân khóc hụ hụ luôn chạy một hồi nữa tự nhiên chú thấy cái băng ca ở phía sau nó rung lên nhưng mà chú để ý là chỉ có một mình ơn chú thấy thôi còn người thân và những y tá xung quanh là ai cũng ngồi im hết trơn á và khi đó chú còn thấy cái phần linh hồn của cái người đàn ông này á, có nhiều lần nó nhấp nhấp như là nó muốn rời khỏi cơ thể. Nhưng mà sau vài lần nhấp á, thì cái linh hồn lại nằm ngửa xuống ở cái cơ thể của cái người đàn ông đó. Chú thấy là cũng hơi lạ lạ rồi nhưng mà chú im chú đâu có dám nói gì đâu. Một hồi sau thì cái người đàn ông này á, mới ọc ọc rồi ho ra máu, phun máu tùm lum cái xe luôn cái người của người đàn ông đó còn lách sang một bên và rớt thổi cái băng ca Thân nhân của cái người bị tai nạn giao thông này nè Khóc sướt mướt kêu la thảm thiết Người y tá ở kế bên thì kêu an ủi Rồi sau đó cũng phụ đưa cái anh bị tai nạn lên trên cái băng ca lại Rồi cũng lao máu lao vết thương cho ảnh Một hồi sau chú chạy trên này chú vẫn thấy là cái phần linh hồn cứ nhấp nhấp hoài à Như muốn thoát ra khỏi cơ thể có điều là nó vẫn cứ giữ lại lần này chú để ý xung quanh cái xe của chú hình như là không có thấy một cái bóng đen nào cả hồi trước tới giờ chú bảo chạy xe cấp cứu nhiều lần chú để ý những cái ca nào mà không qua khỏi chú sẽ thấy có một cái bóng đen đứng ở ngay cuối xe của chú mà bữa nay không có thấy cái bóng đen đó chú nghĩ có thể cái người này nè sẽ được cứu Thời chú cũng an ủi gia đình nói là không có sao đâu. Lên bệnh viện rồi sẽ hết hà. Dạ đúng thiệt luôn. Một tháng rưỡi sau đó, chú đang ngồi hút thuốc ở trước á. Chú thấy là gia đình của cái người đàn ông bị tai nạn giao thông này nè. Đang thu dọn đồ đi về. Rồi ra cái chú nhớ mặt liền hà. rồi chú cũng kêu hỏi. Người ta cũng nhớ chú nữa. Hai bên mới nói chuyện qua lại một chút xíu. Thì chú mới kể lại cho gia đình của cái người đàn ông này nghe là hôm bữa khi mà chở đi cấp cứu có nhiều lần thấy vong hồn của anh này muốn thoát ra khỏi cơ thể của ảnh nhưng mà vẫn giữ lại với cái phần thể xác tức là có thể cứu được rồi cái anh kia ảnh tin nghe ảnh cũng kể lại cho chú bảo nghe trong khoảng thời gian mà anh hôn mê nằm ở bệnh viện này á, vong hồn của anh hình như đã đi xung quanh cái bệnh viện và chính anh cũng thấy có rất là nhiều hồn ma họ đang dứt dưỡng ở xung quanh cái bệnh viện này cái lần đó anh đi trên dãy hành lang mà có nhiều người họ cũng là dông hồn giống như anh thậm chí có người là mặc đúng cái bộ đồ bệnh nhân đang đi sải sải trên cái hành lang nhiều dông hồn dứt dưỡng như lắm và cái anh này anh còn kể lại một chi tiết chính anh đã nhìn thấy những người bác sĩ hôm đó vô phẫu thuật cho anh sao là có bao nhiêu người mặc đồ gì rồi ai làm cái công việc gì ảnh kể lại chi tiết tới mức những người bác sĩ khẳng định nói là ảnh kể đúng rồi mà làm sao ảnh có thể thấy được cái cảnh đó đây cũng là một cái điều nó kỳ kỳ khó giải thích gia đình của ảnh nghe những người bác sĩ kia nói đúng rồi thì cũng hoang mang nữa không lẽ lúc đó là linh hồn của ảnh đứng kế bên linh hồn đang nhìn cái phần thể xác đang được những người bác sĩ phẫu thuật hay sao không lẽ cái cảnh đó nó kỳ như vậy nhưng mà cái anh nó anh kể chi tiết rõ một một luôn chú bảo nghe mà còn sởn da gà nữa nhưng mà chú cũng mừng là cái anh này cuối cùng anh đã thoát qua một cửa tử và về được với gia đình rồi hen và đó là một lần mà chú bảo kể lại cho như xong qua thêm một lần nữa Hôm đó là 2 giờ mấy sáng, chú Bảo chạy tới nhà của một cái người dân này. Sau khi đón lên, người bệnh nhân là một cụ bà cũng lớn tuổi lắm rồi. Cụ bà này thì bị bệnh tim, sau khi mà đã đưa lên xe rồi, những người y tá cũng sơ cứu cho bà. Nhưng có điều tình hình của bà nó không có ổn lắm. Lúc đó bà cứ thở hước 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 lên, nhìn rất là nguy cấp ở trên này chú chạy xe mà chú cũng ráng hết sức để đưa cái xe đi lên tới bệnh viện nhanh nhất trong cái lúc mà chú chạy một hồi nữa nghe đằng sau động tỉnh có vẻ là nó khá ổn rồi cụ bà đó vẫn còn thở những cái hơi thở đều đều và nhẹ nhẹ chợt ngay lúc đó khi chú vừa mới nhìn lên ở phía trước rồi chú nhìn lên trên chỗ cái kính chiếu hậu để coi cái người bệnh nhân này như thế nào thình lình chú thấy cụ bà kia đang đứng ở sát phía sau ghế của chú Đứng cái tay còn dịnh lên trên cái chỗ ghế nữa Thì chú mới ngỡ ngàng Không lẽ cụ bà này khỏe rồi sao nó đứng kế mình hả ta Chú mới nhìn kỹ lại Thì cái mà đang đứng ở gần chú Chính là linh hồn của cái cụ bà này Còn cái xác của cụ bà đang nằm ở cái phía Ở trên băng ca Cụ bà thì vẫn còn thở những cái hơi thở rất là nhẹ Rồi lần này chú linh cảm hổng lành rồi Chú nhìn xuống cuối xe lại thấy có một cái bóng đen đứng ở đó Cụ bà đứng mà hai cái tay của cụ bà bấu díu vô nhau Vừa đứng khóc mà nhìn mọi người với ánh mắt bất lực dữ lắm Chú thấy chuyến này là xong rồi Chắc là cụ bà này không có qua khỏi đâu Nhưng mà chú vẫn cứ chở người cụ bà này lên trên tới bệnh viện Trong khoảng thời gian đó thì cụ bà vẫn còn giữ cái hơi thở Sau khi mà lên bệnh viện rồi qua nửa ngày hôm sau Thì chú mà được giao cái nhiệm vụ Là vợ sẽ đưa cái xác của cụ bà này Trở ngược về nhà Gia đình của cụ bà khóc quá trời luôn Nhưng mà chú cũng đã lường trước được cái sự việc này rồi Sau đó đem cái xác của cụ bà ra Là mặt mày tái chạch hết trơn Sau khi mà cái xác của cụ bà đã được đưa lên trên xe Con cái lên rồi chợt ngay lúc đó chú thấy là đứng ở phía sau ngôi xe nè chính là dông hồn của cụ bà mà bà đứng lớn ngớ lắm thấy như vậy chú mới kêu con cháu là đọc tên của cụ bà đi để kêu dông hồn của cụ bà về bữa hôm đó đi là có bốn người thân của cụ bà này có một người con không tin mới chửi chú là nói cái chuyện ma quỷ vậy không có nên còn ba người còn lại mới chửi cái người thân đó rồi mới bắt đầu là đọc kêu tên lớn của cụ bà sau một hồi kêu tên, chú đợi cho cụ bà này bước hẳn lên trên xe luôn. Chú thấy là dông hồn lên xe rồi. Cái lúc đó chú mới tiếp tục chạy về. Mà vừa chạy, chú dặn những người thân là phải kêu tên cụ bà liên tục nghe, chứ không là cụ bà không có biết đường về đâu. Trong cái khoảng thời gian đó là chú cứ thấy cụ bà ngồi ở bên cạnh cái xác chết của mình mà nhìn con cháu, bà khóc nhìn tội dữ lắm. Dông hồn của bà chỉ mờ mờ ảo ảo, có lúc là biến mất hẳn luôn rồi có lúc là hiện ra cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy á tới khi mà chú đưa được cái xác của bà về tới nhà rồi gia đình đem cái xác của bà xuống nhưng mà chú thấy là linh hồn của bà vẫn còn nổi trên chiếc xe luôn chú mới đi vô nhà chú kêu là gia đình ra ngoài này nè kêu tên của bà đi để bà được đi vô nhà thì cả gia đình mới đi ra Kêu tên kêu khấn một hồi Bà mới bước xuống xe Sau đó bà đi vô trước cửa nhà Chú mới đóng xe chú lại Thì khi mà chú cũng chào tạm biệt Chuẩn bị đi về rồi Chú thấy là cụ bà đang đứng ở một góc Nhìn chú Mà cụ bà khóc nhìn buồn dữ lắm Hai cái khóe mắt của bà ở đây nè Bà khóc tới mức nó sưng húp lên Còn cái xác của bà dở đang nằm ở trong kia rồi chú thấy người ta mất vậy chú cũng buồn dữ lắm nhưng mà cái này á là số của con người mà chú cũng lên xe đi về khi mà chú chạy một khúc rồi chú nhìn lên trên cái kính chiếu hậu là chú thấy cái cụ bà đang đứng nhìn chú giống như là tiễn chú đi vậy đó đó lại là thêm một câu chuyện của chú không biết làm sao là chú bảo có cái đôi mắt tâm linh nghe mỗi lần mà chở ai chú thấy có cái bóng đen ở phía sau là chú sẽ biết người đó không qua khỏi còn nếu mà không có thấy cái bóng đen đó thì tức là cái người này có thể cứu được dù là những cái ca chú chở cứ tưởng là đưa lên bệnh viện là trả về không á nhưng mà những cái ca đó lại được cứu sống một cách ngoạn mục luôn và chú cũng nhiều lần tò mò về cái bóng đen mà thường hay đứng ở phía sau cái xe của chú là ai không lẽ cái người đó là thần chết hay gì trời tại vì chú không có thấy rõ được mặt mũi gì hết chỉ thấy là một cái bóng đen cao rồi ở ngoài là có mặc một cái áo gì đó nhưng nhìn nó phùng xòe dữ lắm chú chỉ thấy như vậy thôi và đây là hai câu chuyện của chú bảo hen bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện kế tiếp câu chuyện này là như được anh tới gửi lại cho như lần đó là anh tới đi làm tăng ca về khuya một giờ mấy sáng luôn thì ảnh mới rời từ chỗ công trình rồi sau đó anh đi về anh chạy ở ngoài đường là vắng que luôn Chỉ có ở bên cái len xe lớn là có xe tải người ta chạy ở ngoài đó Anh chạy một hồi vừa chạy vừa mệt vừa lạnh vừa buồn ngủ nữa Anh đang đậu đèn đỏ Thì mới có một cái chiếc xe nghe nẹt Hiên 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 Từ ở đằng xa sau đó chạy lên Đậu cái anh anh mới liếc qua nhìn đây là hai cái người thanh niên khoảng mười mấy hai mươi tuổi thôi Mà đầu tóc thấy nhuộm xanh nhuộm đỏ rồi cái xì tai ăn mặc Nhìn một cái là biết trẻ trâu liền Ở trên đầu cũng không có đội nón nữa Chạy gần tới anh xong hay nó mới nghiêng cái đầu quay nè Nó hình 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 Là cái kiểu gã đu anh đó Nhưng có điều lúc đó anh tới Vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ nữa Anh cũng kể luôn không có quan tâm Hai cái thằng kia nó như thách thức anh nó gạ gạ anh xong mấy cái hè Nó mới chạy thẳng ra Nó vượt đèn đỏ luôn Sau khi mà vượt đèn đỏ rồi Nó ra giữa đường Nó múc cái đầu xe lên Trời ơi anh thấy cái cảnh đó Anh hết hồn Anh muốn tỉnh ngủ luôn Rồi xong nó mới chạy một cái vút Nó chạy mất tiêu Anh cũng kệ thôi mấy cái thằng khùng này Anh chỉ nghĩ vậy đó Rồi sau đó anh mới chạy từ 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 Thì một lát sau anh lại tiếp tục nghe Thấy cái âm thanh nè Từ ở phía sau lưng của anh chạy lên nữa lại là hai cái thằng trẻ trâu này ở đâu mà nó theo áp anh như dông vậy nó chạy lên cũng y chang như cảnh hồi nãy vậy đó nó quay nghe nó liếc anh rồi nó lên ga hên 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 nó còn kêu anh đua hôn đua hôn nữa anh lúc đó cũng quạo rồi đó chiếc xe của anh đi là 150 phân khối là một chiếc xe số nó cũng dạng được đi nếu mà đua với cái chiếc xe này thì cũng không biết là ai thắng ai thua đó anh cũng hơi quạo rồi nghe cũng tính là muốn đua rồi đó nhưng mà lúc đó anh cũng mệt quá nên, nên thôi ráng kiềm chế lại, lỡ đua chứ hai cái thằng trẻ trâu này có gì mất công. Anh chạy chậm lại, tấp gần 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 vô mé lề để nhường cho hai cái thằng trẻ trâu này nó đi trước. Xong nó cũng kéo một cái vút rồi nó chạy mất tiêu. Anh chạy được khoảng mấy trăm mét nữa lại nghe thấy cái tiếng từ ở đằng sau chạy lên. Anh mới nghĩ trong lòng không lẽ hai cái thằng này nó khùng nó cứ chạy vòng 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 nó chạy lên rồi xong nó vòng ngược lại để nó gã đua mình hay sao ta lần này á nói em mày muốn gã đua thì tao tiếp mày luôn ảnh cũng lạng xe ra đây hai cái thằng nó chạy lên xong hen vậy nó lần này nó chạy bằng một bánh luôn nó bốc đầu nó chạy vậy đó anh nói vợ mày muốn đua tao chơi với mày luôn ảnh mới ra ảnh trả số ngược lại đợi nó lên là anh sẽ đua nè sau đó nó chạy lên anh cũng vô ga vô số anh chạy song song với nó một lúc thì khi mà anh chạy với nó tự nhiên cái chiếc xe của hai thằng này không biết nó độ kiểu gì mà sao nó vuốt lên một cái còn hơn là mô tô nữa nó chạy băng qua cái đầu của anh rất là nhanh nhưng mà cái lúc đó cái chiếc xe của hai thằng thanh niên này nó đụng phải cái con lương ở kế bên thì khi mà đụng phải con lương, chiếc xe nó lộn lên mấy vòng còn hai cái thằng này á một thằng thì nó bị văng vô ở trong ngay chỗ gần với mé lề còn một thằng thì nó cũng lộn theo chiếc xe mấy vòng sau đó nó đáp xuống đất lúc đó chạy ngon trớn anh còn nghe thấy cái tiếng rắc là của một thằng nó bị gãy cần cổ nữa anh chạy lên một khúc rồi khi mà cái ga của anh nó từ từ lại anh mới có thể thắng lại được anh thắng lại quay lưng lại thì anh thấy là cái chiếc xe nó nằm ở một phía còn nằm gần với cái chiếc xe là một cái thằng đó Cái cần cổ của nó bị gãy ngang tay chân, đậu, tóc gì của nó là máu không hà Rồi cái chân của nó là nó còn nằm bị dặn dẹo không sao nữa Còn cái thằng ở đằng kia là nó nằm xuôi hai tay hai chân xuống Nằm im bất động rồi Anh hết hồn hết chía Trời đất coi, Không lẽ đua xe với mấy thằng trẻ trâu này Giờ nó chết rồi hả ta cái lúc đó là người của anh rung lên bằng bật rồi Anh nói chiến này không lẽ mình dính vô cái vụ này là mệt nữa Sau cái giọng suy nghĩ nội tâm đó anh quay lại Thì cái lần này nè anh mới thực sự hết hồn Anh không hề nhìn thấy bất cứ một cái gì nữa hết Cái chiếc xe hồi nãy vẫn còn nằm ở đó Rồi hai cái thằng thanh niên Một thằng bị gãy cổ Còn một thằng thì nằm chẹm bẹp Giờ sao anh không thấy gì trơn Máu me dị trên đường cũng không thấy luôn Ở trên đường lúc đó là vắng Quê à. anh tới lúc đó hơi rợn rồi anh nhanh chóng vô số rồi chạy nhanh ra khỏi cái hiện trường đó mà vừa đi anh vừa suy nghĩ ủa hồi nãy là sao vậy ta mình vừa mới gặp cái gì có phải mình gặp ma hay không anh tự đặt ra một ngàn câu hỏi rồi qua ngày hôm sau anh cũng đi trên cái con đường đó Thì không hề thấy có bất cứ một dấu tích gì của cái vụ tai nạn nào cả Thì anh mới khẳng định là đêm hôm qua anh đi cái lúc đường vắng rồi trời âm u nữa Anh đã gặp phải hai cái hồn ma của hai cái thằng trẻ trâu nào đó Chắc là do nó đua xe rồi nó chết Nhưng mà lần này đi ngang do anh sợ Anh cứ luôn miệng niệm Phật ở trong lòng Rồi anh chạy ngang qua mới không có bị gì nữa hết nhưng mà cách đó một khoảng thời gian sau anh cũng lại tăng ca về vậy anh cũng vừa đi vừa niệm Phật vậy đó Anh cứ nghe cái tiếng xe nào mà chạy kéo lên Thiệt là lớn là trái tim của anh nó muốn văng ra khỏi lòng ngực luôn Và thậm chí là anh bị ám ảnh Nằm ở nhà ngủ anh cứ nghe thấy cái tiếng xe chạy vút vút Còn nghe thấy cái tiếng mà nẹt bô của hai cái thằng thanh niên kia nữa Nhưng mà sau mấy bữa rồi thì anh cũng dần ổn lại không có thấy gì nữa hết đây là toàn bộ câu chuyện của anh tới. Câu chuyện này cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị yêu thương Như, đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này ủng hộ cho kênh của Như nha. Như cảm ơn quý vị nhiều nhiều lắm. bữa nay Như đổi được cái micro này, chắc là quý vị nghe cái âm thanh nó cũng đỡ hơn nhiều phải không? Và quý vị, ông bà, cô chú mình có những câu chuyện muốn gửi lại cho Như thì quý vị có thể gửi về thông qua Zalo, Facebook và Gmail. Như để bên dưới phần mô tả, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước. Một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ và thư giãn và mình sẽ có một buổi tối thiệt là ấm áp cùng với những người thân trong gia đình nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị. Bye bye.